cái tính bố như thế nào bây giờ, bố nói ra đi để con biết hướng, con cần cần sắp xếp. Nói một đồng một hai này, À không thể nói cái chuyện này phải dối với mày thì mày mới mới đưa về. Mày cứ phải hiểu cái tính ông già được chập hâm hâm là lúc nắng lúc mưa. thế con hiểu thì con mới chăm bố chứ, có bây giờ những con trai của bố có ai chăm bố như con chăm không? Chúng nó mỗi đứa một việc, mày một việc chăm bố, một thằng Việt một việc khác, Việc gì thằng cơ? Phương một việc khác, mỗi đứa. Mày đừng có xoáy vào cái việc đấy, muốn đánh nhau bố không nhớ đâu. Sao mày không nói chuyện vui khác nhau, mày cứ xoáy vào cái chuyện tao với chúng nó ở nhà làm gì. Thế bây giờ con nói chuyện gì? Mày hỏi vợ mày, thì anh bây giờ cần nói chuyện gì với ông để ông vui. Mày to đầu vào đấy mà không biết, mày cứ đi hỏi những chuyện đi tin.